chiều tấm lòng hướng về núi cuối thâm tình, chiều trái tim và chiều tấm lòng dâng mình với chốn tâm tình. Lời kinh khấn cầu hy sinh là lời ca chúc tụng tôn vinh, tạ ơn mẹ đã ban xuống mọi ơn lành. Maria là nữ hương vô nhiễm nguyên tội, mẹ là hương nhân đứng xa người, đoàn con vâng theo mẹ suốt đời. Khi nhân phẩm đang bị trà đạp, nguyện mẹ thương cứ giúp mẹ chiều trái tim và chiều tấm lòng dâng mẹ với trong tâm tình. Lời kinh khấn cầu hy sinh ngàn lời ca chúc tụng tôn vinh, là nữ vương thánh tư đạo, nhiệt thành đi loan báo tin mừng, dù thương đau gian khổ giữa đời.